Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sự Lựa Chọn Thông Minh được phát sóng vào lúc 21 giờ 50 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình Sự Lựa Chọn Thông Minh sẽ cung cấp cho quý vị các thông tin bổ ích trong việc lựa chọn các sản phẩm tiêu dùng thông qua lời khuyên của các chuyên gia. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, Trúc Linh xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Tư vấn tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến, trứng là một trong những loại thực phẩm rất được ưa chuộng trong bữa cơm hàng ngày của các gia đình Việt. Tại sao lại như vậy? Trứng mang đến những công dụng gì và chúng ta cần phải sử dụng trứng ra sao để có thể tốt cho sức khỏe của mình? Thì trong chương trình ngày hôm nay, Kim Quý xin mời quý vị lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Thị Yến Thủy đến từ Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc để có thể hiểu rõ hơn quý vị nhé. Dạ, xin chào bác sĩ. Chào Kim Quý. Xin kính chào quý vị khán giả. Dạ thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể nói cho Kim Quý và quý vị khán giả được biết là trứng có những lợi ích như thế nào ạ? Trứng là một thực phẩm cung cấp chất đạm cho cơ thể, cho nên là trong bữa ăn hàng ngày á thì mình hay sử dụng trứng để mà chế biến làm món mặn và cung cấp cái một lượng đạm rất cần thiết. Ngoài chất đạm ra thì trong trứng lại có nhiều chất dinh dưỡng khác, chẳng hạn như một ít chất bột đường nè, rồi chất béo trong trứng cũng khá là cao, mà chất béo trong trứng là chất béo động vật, có nghĩa là có cholesterol, có một số chất béo no và không no. Rồi trong trứng thì cũng có nhiều canxi nè, chất sắt để tạo máu nè, rồi vitamin nhóm B nè, những cái nhóm chất chống oxy hóa như beta carotin cũng rất là nhiều trong lòng đỏ trứng. Vì vậy mà trứng là một thực phẩm rất là giàu dinh dưỡng. Dạ, vậy là bây giờ thì Kim Quý đã hiểu lý do tại sao là rất nhiều người thích ăn món trứng rồi. Và bên cạnh đó thì Kim Quý thấy là trứng có hai phần chính, đó là lòng trắng và lòng đỏ. Không biết là hai phần này sẽ có những chất dinh dưỡng khác nhau như thế nào và phần nào sẽ tốt cho sức khỏe của mình hơn ạ? Trong cái lòng trắng trứng á, là thành phần cung cấp chất đạm là chủ yếu. Dạ. Chất đạm là protein, là cái albumin á, chất đạm trong trứng rất là tốt. Tại vì nó hầu như là được hấp thu hoàn toàn vào trong thực phẩm của mình, trong cái tiêu hóa của mình. Và albumin rất cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Cho nên là ăn lòng trắng á, thì lại cung cấp đạm. Còn chúng ta ăn lòng đỏ thì lại có chất bột đường nè, có chất béo nè, và đặc biệt là những cái chất béo như cholesterol hay là những chất béo no không no, lecithin vân vân, thì nó lại nằm trong cái phần lòng đỏ. Rồi những cái loại vitamin như vitamin A hay là vitamin beta carotene, vitamin C, vitamin nhóm B, rồi những cái khoáng chất như là sắt, canxi, kali chẳng hạn, thì nó lại nằm trong lòng đỏ nhiều. Cho nên là nếu một cái bữa ăn chúng ta cần ăn đủ chất thì chúng ta ăn cả lòng trắng lòng đỏ là tốt nhất. Tuy nhiên một số trường hợp nếu chúng ta kiêng chất béo ở trong cái lòng đỏ chẳng hạn thì chúng ta nên ăn lòng trắng nhiều hơn thì cũng góp chất đạm cho cơ thể. Hoặc một số trường hợp mình biết là trẻ em thì cần chất béo rất là nhiều để phát triển não bộ, để cần để tăng năng lượng để các em hoạt động và tăng trưởng, thì các em lại nên ăn cái lòng đỏ nhiều. Tùy vào từng mỗi người khác nhau ha, chúng ta sẽ biết thành phần dinh dưỡng có cái gì và chúng ta cần sử dụng cái gì trong cái món trứng của mình. Dạ, và nói đến trứng thì có rất nhiều những loại trứng khác nhau, như là Kim Quý biết là có trứng gà nè, trứng vịt, trứng ngỗng và trứng cút. Vậy thì không biết là trong các loại trứng này thì trứng nào sẽ tốt cho sức khỏe của mình hơn ạ? Thực chất á, là những cái loại trứng khác nhau nó cũng đều có chất dinh dưỡng. Thì nếu mình ăn một cái trứng ngỗng thì cũng bằng là ăn hai trứng vịt, hoặc là ba cái trứng gà, hoặc là một chục cái trứng cút chẳng hạn, thì nó cũng giá trị dưỡng như nhau ha. Cho nên là hầu như các thành phần dinh dưỡng trong trứng á, nó cũng tương đương nhau với các loại trứng khác nhau. Tuy nhiên tùy vào cái lượng mình ăn như thế nào thì nó sẽ cung cấp những cái dưỡng chất, hoặc là nó có thể quá nhiều những cái chất mà mình không cần thiết hay không, thì cần phải lưu ý là cái số lượng ăn, còn cái loại ăn thì mình có thể thay đổi các cái loại khác nhau. Dạ, chính bởi những lợi ích mà trứng mang lại, cũng như là khi mà chế biến thì trứng rất là dễ ăn và ngon miệng, cho nên là nhiều người rất là thích ăn trứng, và thậm chí là trong mỗi bữa cơm hàng ngày đều có trứng. Vậy thì không biết như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình hay không thưa bác sĩ? Với một người trưởng thành á, thì chúng ta cũng có thể ăn được là 2-3 hoặc là đến 5 cái lòng trắng trứng trong một bữa ăn. Thì như vậy cung cấp chất đạm mà nó không kèm béo, thì như vậy nó vẫn an toàn cho sức khỏe. Còn nếu mà mình ăn tới trên 2 hoặc 3 cái lòng đỏ trứng trong một ngày, thì như vậy cái hàm lượng cholesterol mình sẽ đưa vào cơ thể rất là cao. Tại vì một cái lòng đỏ trứng gà chứa khoảng 250mg cholesterol, mà một ngày thì chúng ta phải ăn dưới 300mg đối với người trưởng thành.
sức khỏe bình thường thì chúng ta chỉ ăn tối đa là 2 trứng trong một bữa ăn thôi. Và cái bữa hôm nay, ngày hôm nay mình ăn trứng rồi thì những cái bữa sau mình phải hạn chế. Tại vì mình biết là cái hàm lượng lòng đỏ trứng mình cần phải kiểm soát. Đối với trẻ em thì dưới 1 tuổi nếu mình ăn lòng trắng trứng thì mình phải chú ý là phải làm cho chín kỹ và phải ăn ít thôi để kiểm tra cái ăn dị ứng. Và trên 1 tuổi thì có thể ăn thoải mái cái lòng trắng trứng. Cái lòng trắng trứng nếu mà làm sống á thì cái khả năng dưỡng rất là cao, cho nên mình nhớ một điều là phải luôn luôn luộc chín trứng kỹ ha. Lòng trắng là phải chín, trong đỏ thì có thể còn hơi sống, có cái hồng đào một chút ha, hoặc có thể là luộc chín thì ăn vẫn đầy đủ dinh dưỡng. Và với trẻ trên 1 tuổi thì có thể ăn 1 đến 2 trứng trong một tuần, rồi lớn hơn một chút trẻ hàng 5-10 tuổi có thể ăn là 5-7 trứng trong một tuần vẫn được. Tuy nhiên khi là người trưởng thành rồi thì chúng ta cần phải hạn chế. Nếu chúng ta ăn khoảng 4 đến 5 trứng trong một tuần là bình thường. Còn nếu mình bị những bệnh lý về mỡ máu, về cholesterol thì mình phải hạn chế là phải dưới 2 trứng trong một tuần. Và còn một điều nữa, khi mà nhắc đến trứng thì Kim Quý chợt nhớ, đó là trứng muối. Đây cũng là một món ăn rất là nhiều người yêu thích. Vậy thì không biết khi mà ăn nhiều như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình hay không ạ? Trong thành phần trứng muối thì ngoài trứng ra thì cái lượng muối rất là nhiều. Và muối là một cái gia vị mà mình cần phải hạn chế trong bữa ăn hàng ngày. Tại vì nếu quá nhiều muối thì cái nguy cơ làm tăng huyết áp của mình sẽ cao hơn. Và đặc biệt là những người đã có cơ địa cao huyết áp rồi, nếu ăn quá nhiều muối thì sẽ làm huyết áp tăng lên và dễ có những cái tai biến xảy ra, như là tai biến mạch máu não, chẳng hạn như là vỡ mạch máu thì rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu chúng ta yêu thích trứng muối thì chúng ta chỉ ăn một cái trong một bữa ăn thôi. Và nên là ăn một tuần khoảng 1 đến 2 lần là tối đa, chứ chúng ta không nên ăn nhiều hơn. Đặc biệt là những người bị bệnh thận hoặc bệnh tim thì khi mà cái ăn muối nhiều thì cái lượng máu cho tăng lên thì cũng ảnh hưởng đến tim phải làm việc nhiều, hoặc là thận phải thải nhiều. Thì nếu mà có suy tim hoặc suy thận thì chúng ta cần phải hạn chế ăn cái hộp vị muối này. Dạ, vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ có thể hướng dẫn cho Kim Quý và quý vị khán giả, đặc biệt là các chị em phụ nữ, có thể biết được những cách nào khi mà đi mua trứng thì có thể lựa chọn được những quả trứng ngon, sạch và đảm bảo an toàn vệ sinh ạ? Chúng ta cần lựa chọn những cái loại trứng mà nó còn mới á, thì khi mới thì nó sẽ còn nhiều chất dinh dưỡng cũng như là cái nguy cơ nó bị hư nó ít hơn. Thì mình nhìn cái trứng nó phải còn một cái lớp phấn trắng ở bên ngoài. Thì như vậy thì trứng sẽ là còn mới. Còn nếu mà trứng lâu quá rồi thì cái lớp phấn nó sẽ trôi hết, mình thấy cái quả trứng nó trơ trội. Một cái cách nữa, nếu mình cho vào trong nước á, thì nó chìm vào trong nước nhiều á, thì như vậy là mới. Còn nó nổi lên nhiều á, thì nó là hơi cũ rồi. Và còn một điều nữa đó là khi mà chúng ta mua trứng về rồi, lựa chọn cho mình được những quả trứng ngon rồi, thì một việc cũng rất là quan trọng nữa đó là bảo quản. Vậy thì không biết là chúng ta cần phải bảo quản trứng như thế nào thưa bác sĩ? Khi mà mình cho trứng vào trong tủ lạnh á, thì khi nhiệt độ mát nó sẽ làm cho trứng lâu hư hơn. Và chúng ta hạn chế là không có lắc, không có gọi là làm cho cái trứng nó lắc đi nhiều. Tại vì mình biết là trong trứng nó có cái phần khí và cái phần đặc. Thì phần khí phải ở phía trên, thì mình phải đặt cái phần cái quả trứng vào trong những cái khay mà đựng trứng ở trong cái cánh cửa tủ lạnh. Thì mình nhớ đặt cái đầu tròn ở phía trên và cái đầu nhọn thì đi phía dưới, để như vậy thì đảm bảo cái khí nó không bị lộn ngược lại thì trứng mình sẽ giữ được lâu hơn. Và để không gian mát thì mình có thể bảo quản được lâu, khoảng có thể là được vài ngày cho tới một tuần lễ. Và tất nhiên là chúng ta cũng không để quá lâu ha, tại vì nó cũng sẽ bị hư đi. Thực ra thì trước đây khi mà Kim Quý đặt những quả trứng vào ngăn mát của tủ lạnh thì không quan tâm đến việc là đặt vào đầu to hay là đầu nhỏ xuống trước. Và đặc biệt là biết cách sử dụng trứng như thế nào là hợp lý để luôn đảm bảo được sức khỏe của mình. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã dành thời gian đến đây tham gia chương trình và mang đến rất nhiều thông tin bổ ích ạ. Cảm ơn Kim Quý. Chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Và tiếp sau đây sẽ là chuyên mục Giờ vàng giá rẻ. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bộ sản phẩm quà tặng được chiết xuất từ thốt nốt là sản phẩm ưu đãi được bán với giá chỉ 5.000 đồng trong chuyên mục Giờ vàng giá rẻ ngày hôm nay. Quý khán giả nào gọi điện thoại nhanh nhất về số hotline của chương trình trong vòng 30 phút kể từ khi phát sóng thì sẽ có cơ hội mua sản phẩm này với giá cực kỳ hấp dẫn. Lưu ý, chỉ duy nhất một vị khán giả đầu tiên gọi về cho chương trình thôi quý vị nhé. Hotline 0903 606 855. Kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Sự Lựa Chọn Thông Minh ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Chương trình Sự Lựa Chọn Thông Minh được phát sóng vào lúc 21:50
từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh HTV9, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Trúc Linh và Kim Yến mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.